Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 25 tháng 8 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực nên thời tiết tại Bắc Bộ trong hôm nay và ngày mai vào thời điểm ban ngày trời có nắng gián đoạn và xen kẽ với những cơn mưa rào bất chợt. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều vẫn phổ biến ở mức từ 32 đến 34 độ, có nơi cao hơn nên cảm giác oi nóng. Mưa dông chủ yếu xuất hiện về chiều tối, đêm và sáng. Khu vực Tây Bắc và vùng núi Việt Bắc là những nơi tập trung mưa dông nhiều hơn, sẽ phần nào gây ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông cũng như là đời sống của người dân nơi đây. Sang đến 2 ngày đầu tuần tới, rãnh mây dông gây mưa tạm thời dịch chuyển xuống phía Nam và hoạt động yếu hơn nên ban ngày toàn miền trời sẽ có nắng sớm với mức nhiệt ban trưa phổ biến trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Đặc biệt là Trung Du và Đồng Bằng, nhiều nơi còn trên mức 35 độ. Thời tiết phần nào sẽ gây cảm giác mệt mỏi khi lưu thông ngoài trời vào các khung giờ cao điểm. Đến với khu vực Trung Bộ, trong khoảng 2 ngày tới do rãnh mây dông hoạt động tại Bắc Bộ có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía Nam, nên từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện những cơn mưa rải rác về chiều tối. Mặc dù ban ngày trời có nắng gián đoạn nhưng cũng không có cảm giác quá oi nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày tại đây phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Sau đó từ ngày 28 mưa cũng giảm xuống chỉ còn vài nơi, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng từ 1 đến 2 độ. Nắng nóng cục bộ sẽ xuất hiện tại một vài điểm vùng núi phía tây khu vực. Còn tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, trong cả 3 ngày tới phổ biến là ít mưa, ban ngày có nắng nhiều, thời tiết tương đối ổn định với mức nhiệt cao nhất là từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Trở vào khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới thời tiết không có nhiều thay đổi. Vào ban ngày, thời tiết có phần nào khô ráo hơn, chủ đạo là nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng 28 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Về chiều tối, tác động của gió mùa Tây Nam sẽ đều đặn mang đến mưa dông ở diện rải rác. Mặc dù lượng mưa không quá nhiều, nhưng khi lưu thông, quý vị và các bạn vẫn nên chủ động mang theo các vật dụng che mưa hữu ích để tránh bị ướt bởi những cơn mưa bất chợt. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tập trung về chiều tối và đêm, ngày nắng. Sang ngày 27-28 có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên vẫn duy trì những cơn mưa rải rác trong khoảng chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày mai ban ngày trời nắng, nhiệt độ sẽ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Về chiều tối có mưa rào và dông rải rác, tập trung chính tại khu vực đồng bằng. Sang đến ngày 27, ngày 28 có mưa vài nơi ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều sẽ tăng lên mức từ 32 đến 35 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong các ngày 26, ngày 27, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác ở phía bắc của khu vực. Sang đến ngày 28 thì trời chỉ có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong cả 3 ngày tới, từ ngày 26 đến ngày 28 ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất thời điểm trưa chiều sẽ phổ biến dao động trong khoảng từ 33 đến 36 độ, có nơi còn trên 36 độ. Tây Nguyên từ ngày 26 đến ngày 28, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt cao nhất ngày duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, trong các ngày từ 26 đến ngày 28, phổ biến là ngày nắng nhiều, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, trưa chiều đạt mức từ 31 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, ngày mai ban ngày trời nắng, nhiệt độ phổ biến là từ 31 đến 34 độ, về chiều tối có mưa rào và dông rải rác, sang đến ngày 27 và ngày 28 thì mưa giảm xuống diện vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trưa chiều tăng lên mức từ 32 đến 35 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa phổ biến có gió Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên, do trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác và tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, nên tàu thuyền lưu ý khi lưu thông. Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5. Trời chỉ có mưa vài nơi, ngày nắng, tầm nhìn xa thông thoáng. Tàu thuyền có thể hoạt động bình thường. Bản tin thời tiết 12 giờ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!